làm kèn từ ống sậy, lá dừa nước và cào cào từ lá dừa, cả nhà mình đã biết làm chưa? Hôm trước thì cũng đã có chia sẻ rồi, có nhiều bạn nói làm nhanh quá, không có thấy kịp. Thì ngày hôm nay thì sẽ nhờ ngoại làm chậm lại. Đầu tiên mình chặt tàu dừa nước, chút xíu nữa gốc lá ra làm kèn. Dừa nước này thì hồi đó dưới quê thi nhiều dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì ở nhà tường không à, cho nên mọi người chặt bỏ nó bớt rồi. Ở ngoài bà ruộng nhà ngoại thi thì còn một hàng. Hồi đó lâu dữ lắm rồi, cha mẹ thi có qua chặt lá đem về chầm mới làm cái chòi cũ cho thi. Đợt sau này lợp nhiều lá cho nên không còn đủ để chặt nữa. Hồi nhỏ có ai có suy nghĩ này không? Là muốn thiệt là mau lớn để đi làm kiếm tiền. Còn bây giờ lớn rồi lại muốn trở về cái thời tuổi thơ, thời mà không lo không nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Và đây là Thi đang làm cái kèn từ ống sậy nè cả nhà. Một đầu thì chừa lại cái mắt, còn một đầu thì cắt ngang. Góc sao mà chừa lại dính miếng. Bóp giữ cái đầu trên để thổi hoặc là lấy thun mới cột lại như gì nè. Thi hay cột với hai cái kèn lại với nhau, thổi nghe cái tiếng như là kèn xe bự gì đó. Còn đây là cách làm kèn từ lá dừa nước, là dùng cái miếng lá xé một đầu ra làm hai, sau đó thì quấn lại giống như là ở trên màn hình. Cả nhà thích cái kèn càng bự thì quấn lá càng nhiều. Quấn ta nói mỗi cái nắp thổi có khi hụt cả hơi. Sau khi đã quấn được rồi thì cả nhà nhớ cắt cái đầu cho nó gọn gọn lại nha. Nói nào ngay chứ hồi đó giờ thì không có biết làm kèn này. Nay được ngoại chỉ để thì thử làm và thổi cho cả nhà mình nghe nha. Ngoại quấn bằng sao mà nó kêu lớn quá chừng. Còn đến Thi nghe cái tiếng kỳ cục ghê vậy đó. Còn đây là cái kèn đơn giản nhất là kèn lá nè cả nhà. Đây là lá dừa, cái này thì rất là dễ quấn luôn. Và còn cách bằng cào cào từ lá dừa nữa thì hẹn cả nhà clip lần sau nha.